Hôm nay thì người tuyết đã tấn công dục đảo Kaia. Và như thế là một cái mùa update quân đệ tương tàn tới nữa rồi đấy. Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Và như thế là một mùa update mới lại tới nữa rồi đấy mọi người ơi. Chuẩn bị nha, thủ sẵn răng cốt nha mọi người, chuẩn bị hành động đấy. À mà trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh đấy nhé. Và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất đấy nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay là có một cái gói bốc thăm mới, bên trong đó là có một cái vật bong bóng xà phòng, tỷ lệ tăng 40% xác suất bắt côn trùng vương miện, tăng 35% xác suất tăng kích thước côn trùng. Và ok, để xem thử cái nhân phẩm ngày hôm nay như thế nào nha mọi người. Có 7 cái vé coupon. Và đầu tiên đó chính là một cái bím tóc, tóc bím cô gái Sài Gòn. Rồi ok, một cái hộp thứ hai đó chính là một cái gì đó, một cái chiếc xe, phải, cái bàn mọi người ơi. Rồi ok, tiếp tục luôn đây nè. Nói chung là 7 lần này thì tôi không có hy vọng rồi mọi người ơi. Bấm chơi chơi vậy thôi chứ ra được thì ra, không được vậy thôi. Nói chung vợt nhiều lắm rồi, giờ lấy thêm cũng vậy à, cũng chân để đó chứ đâu có cầm đi bắt con nào đâu. Rồi ok, cái này là cái gì đây, đôi giày mọi người ơi. Đôi giày là cũng là VIP luôn à. Ôi giời ơi, cũng ngon đấy. Rồi ok, và cái cuối cùng, cái này mới là cái cuối cùng nè mọi người. Đấy, rồi ok, ra coi. Rồi, cái gì vậy? Xe đẩy bong bóng Sài Gòn. Phải trưởng luôn, như vậy là nịch rồi đó mọi người. Rồi ok, xin chào người tiết nha. Nói chung là cái hồi nãy là nội thất đó mọi người, không phải là, nói chung là không phải là cái chiếc xe đâu. Tôi kiểm tra ba lô rồi chả thấy cái chiếc xe nào cả. Mỗi lần mà update là cá mới hay là côn trùng mới á, là nói chung là chúng ta sẽ không thấy được cái tình nghĩa mà chị em hoặc là anh em đâu. Nhưng mà update tới cái gọi mà update cái cửa mà rồi là đập hay gì đó mọi người, là dùng búa để mà đập đấy, cào xé gì, cấu xé gì đó không biết nha. Nhưng mà tới cái ngày đó là không có tình nghĩa chị em huynh đệ gì ở đây hết trơn á mọi người. Cứ có bữa à, tranh giành nhau, tranh giành ghê lắm. Giờ cái không biết đập người tiết này ra được cái giống gì đây, mà nãy giờ thấy toàn là cái gì đâu không mà trời, không thấy gì hết trơn mọi người ơi. Thấy hoàn thành được một cái gì đó mà tôi không biết nữa. Giờ ok, để xem tôi hoàn thành cái giống gì đây nè. Hé được một cái mồi. Giờ ok, trong cái hộp này là nó sẽ có cơ hội là ra được những cái món đồ đây nè. Nó có 4 cái sản phẩm rồi là độc quyền, còn những cái sản phẩm còn lại á thì tôi không biết, là tôi thấy rằng là những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm kiểu cũ mọi người ơi, hình như là cái cũ không mẹ. Ôi còn lại là những cái trang phục cũ với lại là những cái viên đá thôi nha. Giờ ok, nhận cái quà, cái mồi kem này trước cái đã. Tôi không biết là đào thao là nó có người tiếng hay không, chứ là sớm giờ là tôi tìm mấy vòng đó mọi người là tôi không thấy một cái người tiếng nào mà mệt đào thao luôn ấy. Rồi ok, thấy rồi đây nè, một cái con gì đây, à cái con bò ngựa này, không biết bò ngựa gì á. Đây cây vợt mới nè mọi người, đây cây gậy phép đáng yêu nè mọi người. Cái cây này á là nói chung là nó giống hệt, cái tỷ lệ là nó giống hệt cái cây mà cái cây vợt bong bóng Sài Gòn gì nãy đấy. Rồi ok, đây tôi bắt trước cái con này cái đã. Mấy cái con bò ngựa này nó giống giống nhau mà. Rồi bò ngựa thay ma, bò ngựa chúa thay ma nè mọi người. Vợt gậy phép đáng yêu nè mọi người, thấy không, cái tỷ lệ mà bắt côn trùng của nó là giống hệt cái vợt hồi nãy luôn đấy, không khác một miếng nào luôn mọi người. Nên là cái vợt hồi nãy đó là tôi chỉ đập chơi chơi thôi, chứ thật sự là nó ra hay ông ra dựng được chứ mọi người, chứ thật sự là cái tỷ lệ nó giống nhau không mà. Với lại là nói chung là bây giờ là mấy cái sản phẩm nhà phát hành ra đó hầu như là mẫu mã khác thôi, chứ còn cái tỷ lệ là y chang nhau à. Vải lúa ba con luôn, rồi bây giờ biết đập con nào. Ôi rồi con kìa, con này làm thấy ghê mọi người. Ôi vải trưởng kìa, kìa coi ảnh kìa. Ôi rồi bữa nha mọi người, ba con luôn rồi, ghê thiệt luôn á. Lúc mà tìm không thấy con nào chứ, lúc xuất hiện lúc là xuất hiện lần ba con luôn mới ghê chứ. Giờ ok, bắt đầu nè mọi người, coi ùa tế nè mọi người, thấy chưa. Đấy, nói chung là cái này nè, cái mùa này là nó sẽ rất là vui. Nó vui vì chúng ta có một cái tinh thần tập thể rất là cao đó mọi người, là khi mà một cái sản phẩm gì đó mà nó rớt xuống một cái là ùa lại rất là vui đúng không. Còn chơi mà câu cá mà bắt bò đấy là đi lẻ loi mình đâu mà, chứ đâu đi nguyên đám được đâu đúng không. Còn cái này nó mới vui. Giờ ok, nãy giờ là tôi thấy là không có ra cái gì mà nó rồi là hót hót hết trơn á trời. Cái gì vậy, sao mà hộp mà thấy tỷ lệ ra những cái món đồ thấy đẹp quá trời, mà nãy giờ là tôi thấy toàn là tiền sao với lại là đá rồi mọi người. Ôi rồi ơi luôn á. Rồi ok, tiền sao nữa mọi người, thấy chưa, toàn là tiền sao không à, chán dễ sợ luôn á. Rồi giải tán bà con ơi. Nói chung thì mớp đét thì nó như vậy đấy, chứ còn mấy ngày sau mà khi mà người ta đập đủ hết trơn rồi đó mọi người, là nó rớt xuống là cũng chả có ai thèm đập nữa kìa. Rồi lại thấy một cái con thằng làng nè mọi người ơi, có con này rất là đẹp luôn đây nè. Rồi vợt gậy phép đáng yêu nha mọi người, đấy tỷ lệ y chang như cái vợt bong bóng Sài Gòn luôn. Nói chung là có cái cây này rồi thì khỏi lấy cái cây kia cũng được, nếu mà hai cây thì lấy một cây cũng được rồi. Nói chung là hai cây mới nó ra cùng một lúc mà mẫu mã cây nào nó cũng đẹp như nhau cả mọi người ơi. Rồi ok, chụp đại nè, dính luôn đây nè, thằng làng cổ diềm đó. Rồi ok, mấy cái con này thằng làng nó đẹp mà bây giờ đâu ai thèm bắt đâu mọi người. Giờ ok, thấy một cái người tiếng nữa rồi đây nè. Cái con này là nó dễ thương nè mọi người, cái con nãy nó làm thấy ghê quá. Nói chung là mình chém nó mình cũng thấy ghê nữa đúng không, nó cứ tát 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 nó làm thấy ghê lắm. Còn con này nè, người ta rất là cute dễ thương đấy. Rồi ok đây nè, đó vải lúa luôn, cute dễ thương ra ngọc bích luôn mọi người ơi, ghê chưa mọi người. Đấy VIP nha, xịn nha, được có một cái một và
trời trời, ký em với từ từ đi, đang tranh giành mà ký cái gì không biết nữa. Nói thật là tôi chỉ tìm được người tuyết là cái khu Plaza với lại là cái khu Cambin này thôi, còn cái khu Downtown á là nó thôi, thế nó thiệt luôn là nó rất là rộng luôn, nhưng mà tìm mãi là không thấy á mọi người. Nói chung là vừa rộng là khó tìm nữa đúng không? Còn bên đây thì nói chung là cái khu Plaza với lại là cái khu Cambin này là mọi người đứng một chỗ thôi, chúng ta là quan sát được khắp mọi ngóc ngách luôn. Nói chung là chỉ cần thấy là chạy lại là ok đó mọi người, chứ thật sự là đừng đứng bên kia chi cho nó mất thời gian lắm. Giờ ok, để coi coi có ra cái gì xịn xịn hay không vậy. Trời, sao mà toàn là cùi bắp không vậy? Rồi, VIP rồi, có cái chữ VIP ở đây nè mọi người ơi. Đấy, mây tuyết à, ôi dồi ôi, mây tuyết cho mọi người. Một cái này tôi thấy nó rất là mới đấy, hình như là tôi chưa thấy bao giờ đó mọi người. Trời, ôi dồi ôi, chân cái đám mây này lên là tuyết nó rơi, mọi người thấy chưa? Ôi, nó rất là đẹp luôn đấy mọi người. Vải trưởng, nếu mà chúng ta mà đập ra được rất là nhiều cái này luôn rồi làm một cái săn mọi người, cái săn tuyết hoặc là cái ngôi nhà của chúng ta có tuyết rơi là nó sẽ rất là đẹp luôn đúng không? Đấy, nói chung là cái này này tôi thấy nó là đẹp nè nha, phối hợp với lại là trang trí ngôi nhà là hơi bị ngon đó mọi người. Còn cái này là mình gọi là con sâu tuyết đúng không? Cái này là giống như con sâu đây nè, mà nó hài, mình nhìn mình thấy nó hài đúng không? Cái con này là nó hài, còn cái con mà nãy nó hạ cái miệng ra đấy là cái con đó là nó hơi dữ, còn con này là mình giống như mình thọc ép nó vậy đó mọi người. Đó, nói chung là mình đập nó vậy đó mà nó nhột rồi mọi người thấy chưa? Đó, nó nhột, nó nhảy cà tưng gì đó, rất là hề luôn đúng không? Mà nãy giờ là khen quá trời luôn, cho cái gì xịn xịn cái coi trời, cái gì mà tiền sao không vậy? Mà thấy hoàn thành được một cái nhiệm vụ mới như người đây nè, mà không biết hoàn thành cái giống gì. Nói chung là có hai cái mồi tuyết nha, nhưng mà khả năng rất là lâu, lâu lắm mới đập tới đó đó mọi người, tại vì nó điểm rất là cao rồi. Ok, một cái mũ mới mọi người ơi, mũ VIP luôn, mũ long thọ tuyết mọi người ơi, đẹp. Đấy, trước mắt là thấy cái này rất là đẹp rồi đó nha. Rồi ok, đây chính là cái mũ mới nè, còn đây chính là cái đôi giày mà hồi nãy tôi đập ra nè mọi người. Còn đây là cái đôi cánh nè. Và với lại là mình sẽ phối hợp với lại là cái bộ đồ này. Bộ đồ này là trong cái gói VIP Pass đúng không? Rồi ok, đấy, rất là hợp cho mọi người, rất là đẹp gái luôn. Giờ phát hiện một cái người tuyết đang đứng lẻ loi một mình luôn. Ủa giời, sướng mọi người, có một mình tôi à trời. Không có ai hết trơn mọi người, vãi lúa luôn. Cái này đập kiểu này nè nó mới đã mọi người, mới nhanh hớp hết quà chứ đúng không? Còn nếu mà đập nhiều quá thì nó nhanh vỡ lắm. Rồi cái gì đây? Cái gì đây? Giày bé khủng long dương à. Ôi vãi trưởng. Nói chung là hình như là cái này là cũ không ta? Tôi nhớ rồi, hồi xưa là có giày này rồi. Rồi ok, nói chung là đông thì nó rất là nhanh vỡ đó mọi người ơi. Ấy cha cha. Đây nè, cái tiếp theo là cây cuốc nè mọi người ơi, cây cuốc xiên que nha mọi người. Đấy rồi ok, tập trung lấy cái này nha, sắp tới rồi đấy. Hình như là đập một hộp sẽ được tính là một điểm. Nếu mà chúng ta muốn lấy cái mồi hoa tuyết á là phải đập là đâu đó là khoảng tới là 140 hộp á mọi người. Tại hồi nãy là tôi thấy cái mồi hoa tuyết đầu tiên á là khoảng là 140 hộp nha. Nên là nó rất là chua đấy, đập 140 hộp là nó rất là lâu luôn á. Đây nè, trời ơi trời, nó bu kìa mọi người thấy chưa? Ôi vãi trưởng, cái gì đấy? Cái gì đấy, bộ đồ phải không? Ôi rương toàn thân người tiếc à, cái gương à. Giờ ok thì đây chính là cái gương nè mọi người, cũng rất là đẹp đúng không? Nói chung là mấy cái nội thất trong cái hộp lần này á là tôi thấy rằng là nó rất là đẹp nha. Nói chung là nếu mà trưng bày bài trí mà đón mùa đông năm nay là cũng hơi ngon đó mọi người. Đấy, cũng rất là dễ thương đúng không? Hồi đúng mà mới update á là nói chung là tôi vô tôi đập là nó cũng vắng lắm, nhưng mà không hiểu sao mà hơi rất là đông nữa mọi người. Một chút xíu mà tôi thấy là nhiều người ù vào giống như là kiểu đi học về hay sao đâu á, hay là người ta lúc nào là người ta không biết rằng là những cái phần quà này nó cũng thơm nên là không ai đập. Nhưng mà sau đó là người ta phát hiện ra là nó rất là thơm đúng không? Nên là quá trời nhiều người vô đập luôn rồi. Mọi người thấy đó, nói chung là mỗi lần đập á là một hơi là bu lại rất là nhiều luôn. Trời ơi, nói chung là lúc này là tôi đã có thể là nhận được, trước mắt là thấy là nhận được cái cây cuốc rồi nè mọi người ơi. Đấy, nói chung là mới hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa. Trời ơi, cuốc ma smart slow xuyên que. Trời ơi, tiếng Anh đọc dở mà cứ cái gì cũng đọc tên tiếng Anh hết trơn, chán dễ sợ đấy. Trời ơi, còn cái mồi hoa tiết này là 140, rất là lâu, khả năng là không thể nào mà lấy được rồi mọi người ơi. Trời ơi, đây chính là cây cuốc nè. Cây cuốc này là cái tỷ lệ chí mạng là 15% à. Ôi, sức mạnh 40, tỷ lệ chí mạng có 15% thôi mọi người ơi. Ôi, cái tỷ lệ chí mạng mà nó thấp là đập rất là lâu nha. Cái kiếm mà số xanh nè cho mọi người coi nè, đấy, nó có tỷ lệ chí mạng của nó là 30% đó mọi người. Kiếm số xanh này đập rất là nhanh luôn, nó thật luôn. Còn cái cây này là tỷ lệ chí mạng có 10% nè mọi người thấy không? Giờ ok, bây giờ là tôi sẽ cho mọi người so sánh nha, coi cái cây nào mà nó hơn cây kiếm số xanh đó hay không nha. Nói chung là cây kiếm số xanh nó là VIP nhất đó. Cây cuốc biết sale nè, chỉ có 10% nè mọi người thấy chưa? Búa sấm sét là 20%. Trời ơi vãi chưởng cho mọi người. Cây kiếm số xanh vẫn là xịn nhất mọi người. Hình như là cái tỷ lệ chí mạng mà nó càng cao là đập nó càng nhanh nha mọi người. Còn cái tỷ lệ mà chí mạng mà thấp thấp ơi, phải chưởng. Khoan nha, sao mà nó đẹp vậy? Ôi dồi ôi, nó phát sáng luôn mọi người ơi. Ôi dồi ôi, đẹp vãi lúa luôn. Cái này là ban đêm đẹp nha, còn ban ngày là tôi không biết nha. Ban ngày là chắc là nó không có phát sáng đâu, còn ban đêm là nó phát sáng đó mọi người. Giờ ok, bây giờ là tôi sẽ cho mọi người xem thử coi nó đập nhanh hay không nha mọi người. Giờ ok, ở đây nè, có cái người tuyết nè, con người tuyết đang há hốc mồm nè mọi người. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Ôi vãi trưởng, đập 7 phát nó ra một hộp đó mọi người. Ôi giời, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè,
5 nè, 6 nè, đi luôn, đi toan luôn, đập đét được luôn, đách đắp kịp, không kịp nổi luôn mọi người ơi. Thôi kiểu này chứ không lại người ta đâu. Giờ kia tôi đã nhìn thấy một cái người tuyết ở đây nè mọi người ơi. Đấy, người tuyết nè mọi người, vãi lúa luôn. Rồi ok nha, người tuyết này nó hơi nhỏ, đập chắc là cũng nhanh đấy. Giờ kia để đập thử coi ra được cái gì hay không nha mọi người. Không trúng gì cả. Là sao ta? Đập lại lần nữa thử xem sao. Rồi người tuyết chạy đâu mất tiêu rồi. Ở phải trưởng chưa đập xong nữa. Ở từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi, cho đập thử cái, đập thử cái cô ra cái giống ngôn gì không vậy? Mặc bộ đồ này đâu ra vậy? Sao nó đẹp vậy? Ôi, là trong mấy cái hộp không ta? Ôi đập không trúng gì cả, chán dễ sợ. Rồi coi nếu mà để mà đập á thì chắc là cũng phải tranh giành rất là căng thẳng đó mọi người. Để mọi người thấy chưa? Nói chung là người tuyết là tôi thấy rất là nhỏ luôn đó mọi người, không thấy người tuyết ở đâu luôn á. Toàn là thấy những cái con người đang bu lệ nguyên một cục rồi không có gì cả, giải tán. Rồi coi thôi, bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Và mọi người video tiếp theo đừng quên đăng like, đăng ký kênh cho nào nha.